Xin giới thiệu nghệ sĩ Mạc Cân trong vai bác Bảo Phi phiên bản Việt Nam. Xin được giới thiệu quý vị nhà giáo ưu tú nghệ sĩ Mạc Cân trong vai ông bà Bác Thắng. Và chúng tôi xin được giới thiệu nghệ sĩ ưu tú Thanh Niên trong vai thầy giáo Bảy. Và chắc chắn rồi, xin một tràng pháo tay dành cho bé An diễn viên Hương Quân. Chúng tôi xin được giới thiệu diễn viên Phung Ngốc cho mấy người bạn của An, bài ca. Thưa quý vị, và một tràng pháo tay cho diễn viên Cát Phượng trong vai Tư Mắm cùng đang có mặt trong chương trình. Xin được giới thiệu diễn viên Lê Quang vai Võ Tòm. Xin được giới thiệu diễn viên Thúy Loan vai Úc Trọng. Và bây giờ là phiên bản điện ảnh của chúng tôi, thưa quý vị. Đầu tiên, người dành rất nhiều tâm huyết. Thưa quý vị, có những cái thiếu sót gì cho phép ekip cập nhật lại cho bên Tuấn sau nha. Tại vì Tuấn ở đây Tuấn không có cập nhật được. Dạ Thành. Dạ. Ồ, cô Mai đóng chung trong vai Tứ U. Dạ. Một người phụ nữ đóng vai mà nói là xuất sắc từ nấu ăn rồi mọi người nhớ cái mẹ đó đúng không ạ? Rồi. Cô Thanh Vi và mẹ An. Dạ. Dạ, xin mời diễn viên Thanh Vi trong vai mẹ của An ạ. Dạ, cô đứng dậy cho mọi người thấy được không ạ? Dạ, nếu mà em có thiếu sót trong vô việc là thiếu bắn ai thì mọi người vừa bỏ qua cho em ạ. Tại vì em cũng không có check cái thông tin này. Còn bây giờ thì diễn viên mới của em có đầy đủ ạ. Thưa quý vị, đầu tiên là người dành rất nhiều tâm huyết cho bộ phim. Và em nghĩ đây cũng là một người rất áp lực ngày hôm nay. Xin mời tràng pháo tay cho đạo diễn Nguyễn Quang Nhốn. Chúng ta sẽ có nhà sản xuất Nguyễn Trí Nguyễn. Dạ, chào mừng tràng pháo tay giúp cho em diễn viên nhí Hào Khang trong vai Bé An. Và tất nhiên chúng ta cũng sẽ có diễn viên mới, diễn viên nhí Kỳ Phong trong vai Còn. Diễn viên Bảo Ngọc trong vai Bé Sinh. Xin được giới thiệu đến quý vị diễn viên Tuấn Trân trong vai Út Lục Lâm. Tiếp theo, xin được giới thiệu đến quý vị diễn viên Trấn Thành trong vai Bác Ba Phi. Chúng tôi cũng xin được giới thiệu diễn viên Tiến Luật trong vai Ông Tiều. Xin được giới thiệu diễn viên Hồng Ánh trong vai Mẹ Quang ạ. Một tràng pháo tay cho diễn viên Hứa Mỹ Văn trong vai Thầy Giáo Bảy. Và chúng ta có diễn viên Mai Tài Phến trong vai Võ Tòng. Và vỗ tay to hơn cho một sự gặp gỡ thầy. Thầy. Và mọi người thứ lỗi cho em trong việc thiếu sót này. Và lúc sau em sẽ bù lại bằng việc mời mọi người lên đây để mà chia sẻ. Bây giờ thì cho phép chúng tôi xin được mời những cảm xúc đầu tiên trước kia. Xin được mời thế hệ làm nên những tập phim của nguyên cả cái phần phim phim bản truyền hình. Xin được mời nhà giáo ưu tú nghệ sĩ Mạnh Dung xin được truyền video đến cho bác giúp chúng tôi để chúng ta nghe một vài cảm xúc của bác trước khi bắt đầu bộ phim này. Tất cả những người ở trong một ngôi nhà nghệ thuật và nhất là phim ảnh. Và trong ngôi nhà ngày hôm nay thì thực tình ra mà nói tôi không ngờ là nghĩa là được các đồng chí nghĩa là như là Minh Tuấn biểu là phải đưa cảm xúc nói trước, già đáng lẽ để tôi ta nói sau đi chậm mà. Đây nói chậm mà nó lại là nghĩ lâu quá phải nói trước thì thôi bây giờ cũng nói liều thôi nha. Hiện nay là tôi nói tiếp là tất cả ở đây chúng ta đang ở trong một ngôi nhà, đó là ngôi nhà của đất rừng phương Nam, cũng như đất phương Nam đó là hai ngôi nhà trong một miếng đất của phim Việt Nam của mình. Và hôm nay tất cả ở đây đều là những người con, người cháu, người em, người anh, chồng họ của hai bộ phim này. Xin hãy. Đó là một. Cái thứ hai nữa là cái cảm xúc trong tôi bây giờ đó, sự tình tim nó cứ đương đập vậy này, nó đập mà đứng rung bởi vì nó hồi hộp quá, cảm xúc sung sướng quá và tuyệt vời quá. Và bữa nay
được chứng kiến thật là đông đúc, thật đông tất cả các bạn đồng nghiệp, và nó làm cho cái khơi nguồn cái lửa hừng hực mà say mê, đam mê, yêu thương những người làm phim ảnh, dù bất kể trong hoàn cảnh nào. Nhưng tôi có một cái cảm giác rằng là mỗi một bộ phim được ra đời, được đưa tới khán giả đều trải qua những ngày khó khăn nhất, khổ sở nhất và rất phức tạp. Nhưng cho đến ngày hôm nay, bộ phim Đất Rừng Phương Nam đã vượt qua và đã trở thành một bộ phim bắt đầu cho chúng ta được thưởng thức. Xin chúc mừng bộ phim của chúng ta và toàn bộ ekip làm phim, các nhân vật ở phim trong Đất Rừng Phương Nam đều sẽ mang lại cái thú vị mới mẻ nhất cho tất cả mọi người chúng ta cũng như khán giả sắp tới được chỉ nhận xem trình chiếu. Xin hết và cảm ơn. Dạ, xin được cảm ơn những chia sẻ của nhà giáo ưu tú, nghệ sĩ Mạnh Dung. Dạ, bây giờ bác hiểu tại sao con lại nhờ bác nói trước rồi đúng không ạ? Bác nói quá hay và bao gồm luôn tất cả mọi ý của mọi người và đoàn làm phim cũng mong muốn. Dạ, xin chào tất cả quý vị đang có mặt tại đây và xin chào và rất là biết ơn với thế hệ trước, những người diễn viên, những cô chú, anh chị, bạn, em đã tham gia cái bản Đất Phương Nam. Thì hôm nay là một cái buổi chiếu rất là đặc biệt. Đây là một cái buổi chiếu báo cáo giữa thế hệ sau, báo cáo cho thế hệ trước, và có hơi khoe với thế hệ trước là thế hệ sau có lại một cái bản phim như vậy. Và thật sự trong đoàn phim Đất Rừng Phương Nam, hầu như tất cả các thành phần của đoàn làm phim Đất Rừng Phương Nam khi họ nhận cái phim này, bởi vì họ đều là fan rất là hâm mộ của bộ phim Đất Phương Nam. Xin cảm ơn. Xin được cảm ơn đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Và thưa quý vị, ngay bây giờ thì Tuấn cũng muốn mời lên đây đại diện của đơn vị sản xuất và một nghệ sĩ cũng nhận được sự yêu thương của tất cả mọi người. Xin được mời nghệ sĩ Trấn Thành sẽ có đôi lời phát biểu với tất cả quý vị trong ngày hôm nay. Mời Thành. Trấn Thành xin được có lời chào và thân ái đến toàn thể các cô chú, các chị và đặc biệt là dàn diễn viên gạo cội của Đất Phương Nam ngày đó. Xin được gửi lời chào trân trọng nhất ạ. Thưa quý vị, phải nói là thật sự đứng ở đây rất là xúc động và rất là mình cảm thấy nó thật sự là thiêng liêng. Ngay cái giây phút này đây đã là một cái giây phút rất là thiêng liêng đối với chúng ta. Tại vì mình chỉ thấy được nhiều cái khoảnh khắc là hai thế hệ giao lưu với nhau cùng một tác phẩm lớn trong điện ảnh ở rất là nhiều quốc gia trên thế giới. Chẳng hạn như những kiệt tác như là Tây Du Ký hay là những cái nghệ tác lớn, Thủy Hưởng này nọ. Còn bây giờ ngày hôm nay đứng ở đây tại Việt Nam, chúng ta lần đầu tiên có được một cái sự kiện quan trọng như thế này. Chúng ta vẫn thấy được gương mặt của hai thế hệ nối tiếp nhau trong cùng một tác phẩm lớn, đó là tác phẩm Đất Rừng Phương Nam. Và không biết nói gì hơn, xin cho phép Trấn Thành được đại diện cho thế hệ đi sau, gửi những lời tri ân sâu sắc nhất đến các tiền bối, những người đã cho ra đời một cái bộ phim có thể nói là ký ức của tất cả mọi người ở đây, để ngay từ những phút giây đó nó dấy lên trong tất cả những anh em làm diễn viên của thời nay cái niềm hy vọng, cái niềm khát khao, đam mê để được làm nghề, để ngày hôm nay được khoe với lại các tiền bối của mình là sâu hơn một phần tư thế kỷ, hai mươi mấy năm chúng ta lại gặp lại nhau trong cùng một tác phẩm. Và tất cả đều hướng về nghệ thuật để gửi đến khán giả những thước phim hay nhất. Xin một lần nữa cảm ơn và tri ân tất cả mọi người đã có mặt ở đây ngày hôm nay. Dạ, vỗ tay to hơn cho anh Nguyễn Quang Dũng và Trấn Thành với những chia sẻ rất cảm xúc, rất tâm huyết. Cảm ơn Thành. Anh hy vọng là hôm nay là mọi người xem sẽ thật sự hạnh phúc và hài lòng với tác phẩm của người anh của em, đó là Nguyễn Quang Dũng đã rất là cực khổ ngày đêm ra ngoài miền Tây dầm mưa dậy nắng để hiểu được cảm giác của mấy anh chị cô chú ngày xưa khi đóng phim là phải cực như thế nào. Nói chung là ngày hôm nay hy vọng là mọi người sẽ thật hạnh phúc khi xem lại những thước phim này. Cảm ơn Thành. Và hy vọng là Thành cũng hạnh phúc khi xem lại hình ảnh của mình, và anh Dũng cũng vậy, tất cả quý vị cũng vậy. Bây giờ cho tôi